Rồi chế giờ rồi chế giờ rồi. Trời đất ơi, hiểu số mình chơi cho số, cứ quên nhìn cái đồng hồ. Trời cười là trời thiệt tình á. Mà làm giống gì vậy? Thiệt tình luôn á. Đúng không vậy? Ông nghĩ con nó kêu nó xin đi chơi có chút xíu mà bây giờ quy lắc quy lơ nó còn chưa về nữa. Con nhỏ này là thiệt tới số với tụi nó, về đây một cái là tới số cho tới. Chạy xe rồi sao? Khỏi về luôn. Làm gì mà làm gì? Chiến này tôi cho nó ở ngoài luôn. Ngoài gì? Nó về luôn đi. Chưa hết rồi chứ. Bảo thả cổng luôn rồi. Công nhận mà mát mình. Ôi. Em đang ham chơi chiến đi. Bố xuống liền, leo vô nhà người ta ngửi đồ nhà ta hay gì đây? Leo xuống. Bố xuống liền cho chị. Ai đây? Trời Phật ơi, liễu mày làm gì vậy? Làm gì mà lứa đây, nó hôm mình leo gạo trời, xong mở ra nè, mở cái này ra đi vô thôi chứ làm gì leo gạo. À, cũng rồi. Ủa mắc gì phá không kêu. Trời sớm con đi xin má con đi chơi có 6 giờ chiều cũng về à. Mà cũng lỡ lố quá, chơi lố quá. Thánh thần ơi trời, xong cái bây giờ nhìn đồng hồ là gần 12 giờ rồi. Vì bà đặt con què vô chết tôi tình lên. Trời con ơi, con lố thì lố 1-2 tiếng thôi con biết giờ này mấy giờ rồi chưa? 12 giờ ngữ rồi đó con. Chứ không phải là hả 4-5 giờ chiều đâu, mình đi chơi đâu, mình đi giữ vậy. Biết rồi mà tại vì vui quá. Trời Phật ơi. Cái gì mà đi lố dữ vậy con? Biết rồi nhưng mà tại vì hay vui con, bữa nay sinh nhật bạn trai con. Thánh thằng ơi, vui thôi đừng vui quá con. Con chào cho bạn. Cháo gì? Ý là cháo quà. Sao mà anh cảm ơn con, anh cũng uống vài ly cái vui quá. Trời Phật thánh thần ơi là trời. Đi con kêu cho, con kêu cái chán là con giết con. Cái sao không kêu mày leo gạo vô hả? Rồi mà mặt quấy thì sao mà leo? Chứ lẹ con quén mình nè. Thằng ơi trời, con gái con đứa đi chơi về tới 12 giờ khuya mày mà là con của cô thế là cô quýnh mày tàn canh gió lạnh luôn. Cô bé bé cái miệng cô lại coi thôi. Trời ơi, cái gì đâu đấy, mà có một cái miệng của cô quang nữa. Mẹ chẳng gì sớm hay vậy? Sớm vậy thôi, sao tao không đi luôn tới 4-5 giờ sáng sớm luôn tao vậy á? Trời ơi trời, cô hại cô không rồi. Ôi. Đừng cái đấy ra đi. Được không? Được. Nhỏ này tụi con khỉ hay sao ta nội ơi? Có leo kìa. Được không nè? 11 á, ba mẹ đi chơi thì đi sớm vậy. Cô đứng cô la mà má con nghe bây giờ. Ê mà nó nghe nè. Vô cổng á, mở tủ lạnh của ba mẹ con ra có nước đá cho cô vài cục uống coi. Uống hẹn nước đá. Để vậy không vậy? Đi uống đá uống chứ đang ngủ mà hẹn nước đá quá trời ngủ được. Ôi cô rảnh quá trời. Cô vô nha. Trời nó leo nhỏ này leo hay thì cái trời. Bye bye nha bà già, cô lương 12 giờ đêm kiếm đá. Ê! Ê! Gì vậy? Đó, lấy đá cho cô. Trời ơi, còn chưa xong. Cái đá cho cô. Trời con gái nữa gì đâu, đi giờ này trời. Ông coi, con ông đó. Mày ra mở cổng cái vô đi. Mở gì? Nó mà ngon vô một cái giờ này tôi nói thiệt á, tôi mà thấy nó là tôi đặt què giò nó. Cái lòng cái nhà nó ngủ đều quá. Vô cho ở ngoài đường đi, con gái thương. Gì đâu mà đi xin đi chơi tới bây giờ tới chưa về, bây giờ khuya trời à. Ngon mà là con gái á. Con gái chứ không có con gái nào như nó hết trơn á. Bây giờ nó khỏi về tôi chỉ tự đẹp. Lợi đi chơi rồi đi lốt giờ chứ mình ra bà gửi nó vô ngủ đi. Tôi nói thiệt ông hay tôi mà. Mai tính. Giờ nó chắc chị nó về đâu. Tôi mà thấy mặt nó một cái ha. Tôi nói thiệt nha. Tôi đặt què giờ đó. Tôi ăn được Bình. Bình mở ra nấu. Ông ơi, Bình ra mặt quá, cho ông đi ngủ đi. Alo, gì sao hả? Ai ạ? Con nè, bé Liễu xinh đẹp có gì nè? Mẹo hả? Cháu mang cháu giấu gì nè? Ai nói nghe là gì? Gì ngủ chưa? Gì ra gì? Gì ra gì mở cửa cho con ơi. Mở cửa hả? Hồi sớm không đi chơi thôi. Mình chạy ra. Rồi, đợi cái. Ui, là trời sức mà. Ê, gì sao? Con nè. Dạ. Con nè, con Liễu nè. Đi đâu?
đâu chơi, giờ này mới về. Tụi con đi sinh nhật. Vậy hả? Giúp con đi. Ôi, rồi sớm con xin mẹ con á, là 6 giờ chiều con về, mà sớm mày chơi lố quá, rồi thành ra con về hết chơi. 2 rưỡi mày từ chiều cũng vào luôn á cho mày biết. Không sao rồi, mai con nói chuyện mày. Đâu ạ? Ủa, cái gì vậy? Đi đâu ạ? Như nhà đi đâu? Ơi! Sao vậy? Không. Bà dặn tao rồi, không có cho mày vô. Bà mà nói, tao mà mở cửa cho mày vô, ngày mai bà tống ra khỏi nhà luôn á. Tao gặp cầu ngủ. Thôi. Thì sao? Sao gì? Tao cũng mở ké thôi chứ đâu phải nhà tao đâu. Con gái con lúa gì đi chơi giờ này mới về, mày tàn canh gió lạnh với bả rồi. Bả hăm he mà từ chiều cũng giờ luôn. Sao đi con vô nói chuyện? Không. Mày vô là tao đi ra đó. Gì đi ra đây con. Nó có khùng. Trời đất khánh hầm đi đụng ơi. Đi chơi mà không nhớ giờ về luôn. Sớm vui quá ha, mà biết được cái chuyện gì đâu. Thôi con vô nha. Không nha. Trời đất ơi, bây giờ mày điện cho bả đi. Chủ gì muốn giết con hả, nhát là con tự sự. Đau một lần rồi thôi, còn không á đi. Đi tới sáng thôi về. Trời thấy má cạo đầu con. Tính gì nè, không thấy cái mày đi tới 5 giờ sáng đi. Cái mày về, cái người ta tưởng mày á là thức dậy sớm để đi làm. Đó. Bây giờ về là bả mới có cạo đầu thôi. Nếu mà 5 giờ sáng không về á, là bả cạo lông chân con đai luôn. Vậy hả? Thế à? Vậy thôi. Vậy? Vô. Không được. Mày nghĩ đi, bây giờ có 3 người trong nhà, đúng không? Mà giờ sáng ra có 4 người. Ổng không mở, bà không mở. Chỉ có tao mở với mày thôi. Nó đẹp cái đâu ngu. Trời ơi. Thôi bây giờ mày tự. Trời ơi, mà cũng đòi này thiệt chứ. Giờ sao vô nhà giờ trời. Mừng quá, cũng may không có khóa cửa. Nó về hồi nó 5 giờ mấy, tự nhiên cái nó về, ông có gặp nó không?
Chắc hồi sớm về cho nó vô buồn rồi cho tôi biết được. Mày nói vô buồn mày, mày không nói tao. Hả? Có mày sao không thấy gì trơn à? Tối nay là sao? Buồn ngủ quá à. Buồn ngủ chưa? Tỉnh ngủ chưa? Không biết lúc nào. Bà mày sao mày không nói với tao rồi làm giờ chị để vậy tao kêu tao chửi đó. Về 5 giờ. Ủa 5 giờ sao rồi chị có gì về chửi nhỏ sao không nói? Ai biết, tao có hỏi đâu. Chửi gì không mama? Kiếm làm gì hả? Hồi chiều giờ thấy nắng lạnh với cầu quá trời. Ông ra ông lấy miếng nước cho nó uống này. Rồi. Đi chơi cho dữ vô bây giờ vậy đó. Có uống thuốc không? Dạ thôi, ngày mai đi. Hồi chiều về cứ nằm lắc cái mền vậy hả? Rồi ăn gì chưa? Dạ thôi con ăn nổi đâu. Đi ra nấu cháo cho nó ăn. Mẹ. Nó mới về. Đi. Cái gì? Hả? Mới về gì? Nấu cháo hả? Dạ nữa rồi, sao không uống đây? Bệnh luôn rồi. Còn nhà còn thuốc ho gì không? Nguyên dám sốt còn làm mua cho ai còn không vậy? Không trả lại cho vốn gì? Hết cháu bệnh rồi. Hết cháu bệnh thì nấu cháu kia hầm luôn rồi cháu xương cho nó. Ngày mai con ăn cũng được không sao chứ. Thì con mệt lắm, ba mẹ ra ngoài đi con ngủ ngơi xíu. Thằng con bên kia, thằng này không có gì xáo. Coi nó có gì được nói đó nha. Có gì giờ báo nghe cái gì không? Tắt đèn. Đó, về từ buổi chiều buổi giờ coi. Mệt lắm quá. Trời ơi trời. Nó không muốn chết luôn sao rồi sao? Trời con tưởng nó chiếc này không đi đầu thai luôn rồi chứ. Thôi đi tắm nha. Ôi, nhớ gì con nữa vậy? Mấy cái chuyện này con làm ngoài hả? À? Mấy gì không nhịn? Tao cứu mày đằng này thôi nghe. Đã mà biết là mày đuổi tao đi luôn á. Không yên tâm đi. Trời ơi, chuyện tình.